6:30 sáng à, em sẽ quay cho các bạn xem một ngày của mình khi mà đi học thì như nào. Ok, thì như là vlog một ngày của mình chưa quay đi học cho các bạn xem bao giờ nào. Sáng sớm thì nhiên mình sẽ rất lười ăn sáng, nhưng hôm nay vì quay nên mình sẽ ăn sáng bằng cách là uống 2 thìa whey đấy. Với 2 thìa whey này thì mình sẽ có khoảng hơn 50 g protein em nhé. Ok, rồi đến lớp thôi. Trường mình học K1, tiết đầu tiên là 6:30, rất sớm. Chỉ biết là mình muộn rồi. Thực ra là mình muộn học rồi đấy, nhưng mà thôi không sao, đi thôi. Muộn tí cũng được, mong là không bị hiển thanh muộn em ạ. À đúng, Mai Quang Huy TikTok. Giới thiệu cho anh em cuốn sách nó gọi là Translation from Theory to Practice. Được chưa? Có tiếng Anh nhá. Đó sao? À, tao không đeo mic thì tao phải nói gần cam thì mới nghe thấy. Rồi, được chưa? Hôm nay gọi là học cái môn gọi là thực hành biên dịch anh em nhá. Được viết bởi PhD. Biên dịch gọi là một cái môn dịch viết anh em ạ, cho anh em là xem kênh mình không biết. Thì ca sau thì mình học quả gọi là thực hành phiên dịch. Đấy, phiên dịch thì là mẹ dịch nói, còn phiên dịch tiếng Anh là gì? Phiên dịch à? Cái gì? Phiên dịch. Phiên gì à từ? Mày tao nhớ. Đang học biên dịch. Biên dịch cái gì? Biên còn tí nữa học phiên dịch. Cái gì nhỉ? Quên rồi, chết rồi, đi học này quên rồi. Giới thiệu ngày học đấy. Phiên dịch là translation. Translation. Phiên dịch là interpretation. Translation. Interpretation. Cho nên anh nào chưa biết thì mình là học khoa ngôn ngữ Anh của thương mại đấy chưa? Thế cho nên là cái khả năng tiếng Anh của mình ấy, nó cũng gọi là như là mặc dù mình học cái ngôn ngữ Anh thôi, nhưng mà cái trình độ tiếng Anh của mình nó thật là thế không cái bài viết đấy. Đây cho anh em xem bài hôm nay mình viết cái được chưa, viết bài luôn đấy, viết dịch được chưa. Đấy, và các bạn tưởng mình đi học không viết bài đúng không, mình học chăm ngoan lắm, chưa môn nào mình trượt cả. Mình đi học mà 2-3 năm nay, năm thứ 3 chưa trượt môn nào. Đấy. Không thôi. Đấy, đây là tòa cái gì nhở? Tòa P trong huyền thoại. Đây chính là lớp học nhất trong cái trường này. Ờ đúng là xịn nhất mà. Khả năng em ra trường xong xây xong cái tòa. Không, khả năng năm sau xây xong rồi. Nào em Nhân. Mày là phong phong cách lông nách phong cách. Mày là phong cái blog Lạng Sơn chưa? Chưa blog Lạng Sơn để mấy tháng nữa. Bây giờ đang tiết mấy? K2. Mệt quá. Nó gọi là bộ môn phiên dịch. Cái gì nhỉ? Tổng phiên dịch. Lần này thực hành phiên dịch. Okay. Thì cái tiết này mình sẽ phải nói nhiều hơn, sửa nhiều hơn. Tiết trước là viết nhiều, tiết này là vi lịch mõm nhiều hơn. Tiết này mõm nhiều hơn anh em ạ. Có nghĩa là bây giờ bọn mình sẽ giáo viên phát cho các tờ giấy đúng không? Sẽ có bài tập trên cái tờ giấy nhỏ nhỏ, trên đấy là có tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn. Hay tiếng Anh không nhỉ? Tiếng Anh không luôn. Tiếng Anh. Một tờ giống như là một mẫu nhỏ cho bản tin này kia bằng tiếng Anh, sau mình sẽ phải dịch. Ok, bảo mình dịch bằng mồm, mình dịch kiểu nói luôn. Đọc phát là không phải đọc mà cầm phát dịch luôn. Đúng rồi, cầm lên tay phát dịch luôn, chứ mình không biết là giấy, không biết là vở các thứ. À, khó biết đấy, cái này khó hơn tiết vừa rồi. Tại vì nó yêu cầu nhanh, không được nghĩ, phải nhanh phải không? Chính xác. Bây giờ thì mình sẽ vào, bây giờ 12 rưỡi trưa rồi. Thường thì, không kiếm tiền được á. Thế từ từ rồi, video phải đăng tối rồi, phải xem lại á. Có nhạc bản quyền rồi. Được rồi.
Học xong rồi em ạ, sáng mình học 2K thôi. Từ 6 rưỡi đến 12 giờ trưa là xong. Và bây giờ mình đang đi ăn trưa. Thì quán hôm nay mình ăn lại là một quán ở Chùa Lá. Lại là một quán ở Chùa Lá. Đó là quán bánh mì chảo. Bánh mì chảo. Thì mình đã gọi combo. Hỏi combo này rồi. Chùa combo có hai bánh mì chảo này, một salad và hai nước. Đấy ơi, bữa sáng thì hai tiểu quay không ăn thêm cái gì cả. Bây giờ bữa trưa bữa thứ hai, chắc là ăn xong thì về đi ngủ làm video gì gì đấy. Đến chiều thì mình dậy tập thì quay các bạn đi tập. Nếu mình có bữa trước tập hay gì kiểu mình làm màu thêm quay video thì mình hay chém chém nó. Nhiều cái trên video mình nói mình cũng không làm được đúng như thế. Nhưng mà thôi, vì quay video cho các bạn nên là mình sẽ cố gắng làm nhiều hoạt động hơn. Đó. Chứ còn một ngày bình thường của mình nó chẳng có gì cả. Thế thôi, đang đợi bánh mì ra. Anh có mang chai con không? Có một thằng đang rất thèm. Nào, bánh mì chảo. Rồi. Salad cơ. Salad ỉa nó dễ hả? Đi học chán á. Làm hai miếng xúc xích. Cái gì vậy mà? Ơi gì? Quả ngon thế. Anh em, cho anh thêm cái sốt này không? Cho anh thêm cái nước sốt này không? À, sốt được. Vâng. 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 Đúng rồi. Mặt bằng xong thì quen lắm. Xong. Của nó ấy. Mình ăn đúng không? Ăn thêm lửa phần của người yêu mình nữa nè. Nó ấy. Uống cả sữa của người, à uống cả nước của người ta. Thôi quay về uống nước của mình. Ăn giỏi quá, ăn hết cả đĩa bánh mì chảo to đùng quê. Đúng là dân chơi Đông Lai, tuyệt vời. Dân chơi đấy, mẹ. Cần vội cả cứt 42 cân. Trời ơi. Rồi. Bây giờ là 5 rưỡi chiều. Nếu mình không nhầm. Chuẩn luôn. Bây giờ là 5 giờ 36 phút. Mình sẽ lên đường đi tập. Ok. Chung là lần đầu quay vlog một ngày hơi bỡ ngỡ anh em ạ. Nói chung là cũng không có gì quá đặc sắc. Một ngày sáng bố quay rồi. À, rồi, buổi tập ngày hôm nay sẽ là buổi tập ngực. Một buổi tập mà mình rất là yêu thích. Ok. Giới thiệu cho các bạn outfit đi tập ngày hôm nay. Áo Shopee. Anh em nào, ê, quảng cáo. Anh em nào có nhu cầu mua cái áo này thì có thể vào cái link mình để ở phần mô tả. Ok. Quần hình như là sổ hết, sổ lông hết rồi. Quần bóng rổ hồi cấp 3 của mình. Đây là quần hồi cấp 3 mình có tham gia cái giải bóng rổ phong trào. Mình có làm cái bộ bóng rổ của
Portland Trail Blazer. Đấy thì cái quần này quên giá chắc độ 100. Thế rồi. Outfit 200.000, đôi dép không tính tiền. Nhưng mà trên người mình mang theo cái camera này hơn 30 triệu. Ok. Trước tập không ăn gì nhưng mình lười quá. Nếu có ăn thì mình sẽ ra ngoài kia mua một cái bánh gì gì đấy. Bởi vì ngay cái hàng ở ngoài chợ mình là có bán bánh. Nếu như bạn nào xem những video đầu tiên thì ngày xưa mình ra đây để mua bánh rồi đấy. Thôi đi thôi. Một tiếp, hai tiếp này, ba à, cái nữa đây, nốt đây, nốt đây, một cái cuối, một cái cuối, một cái cuối. Ok rồi, khởi động. Mình đã khởi động từ mức nhẹ nhẹ rồi, đây là mức gần gần rồi. Chắc mình khởi động thêm một lần này một lần nữa và sau đấy mới là set chính. Set chính rất là 120 thôi như mọi khi. À, cổ tay của tao đeo ổn rồi. Quầy nhói bạn luôn. Oh shit, từ từ anh em mình phải đi quấn cổ tay thế nào đó. Đến lúc chấn thương rồi. Rồi tắt đi qua đây. Quấn vào thì hết đau anh em ạ, quấn vào thì mình không thấy đau nữa. Xếp chính. 120 anh em nhé, 120 thôi. Mình nghĩ là mình không thể tăng tạ nhanh được bảo bài này nữa. Mình sẽ cố gắng đẩy mức 120 này. Bao giờ form hoàn hảo khoảng được 10 cái mình sẽ tăng tạ. Vãi cả 8 cái. 1, 2. Ui, set này vẫn được 8 cái. Trong khi set trước là 8 rồi, mình cảm giác là rất mệt rồi, nhưng set này mình vẫn được 8 cái không ạ? Không hiểu lắm, có thể set trước là form hơi lỏ, đẩy hơi tốn sức. Đấy, ok hơn rồi đấy. Set cuối anh em ơi, ở đây 3 set rồi. 2 2 3 4 2 cái nữa. Cái này đấy. Được. Tao biết là được. Mình biết là được tại vì cái nửa sau, cái phần tay sau của mình đẩy rất là khỏe. Cho nên là mình khó cái nửa đầu đấy. Đối bài đẩy ngược với máy. Mình sẽ làm khoảng 2 set đẩy ngược với máy. Hả đâu? 1 set đẩy ngược máy đó và 2 set fly. Thế là xong một ngực. Come on.
nhẹ thế nhờ. Trời ơi. Chụp cái nước ở đi. Đây. Hơi bị nhiều rap quá, mình muốn tập ít rap hơn. Máy đẩy ngược quá đông nha, mình quyết định sang đẩy vai. Đẩy vai nha anh em nha. Máy đẩy ngược rất đông nha, mình quyết định không đợi đấy nữa. Đã lâu lắm rồi. Đợi phải 7-8 phút rồi. Ừ, máy này nhẹ ăn mình nghĩ. Mình phải để năng lượng. Tôi để 82. Uầy, hình như vẫn hơi nhẹ thôi, mình nghĩ là mình sẽ phải để full dàn anh ạ. Bài này các bạn ướt được nhiều quá nó cũng vào ngực trên đây nhé. Đừng ướt nhiều quá, ướt vừa vừa thôi. Ướt nhiều quá thành hơi hơi lai lai sang một tí gọi là incline bend rồi. Để đấy. Uầy, cho bạn xem mẹ bữa tối ngày hôm nay. Rất nhiều. Uầy. Nhiều ngọt thái nho. Tao không biết nó là cái gì nữa. Uầy. Nhiều những loại thịt. Đây còn có 2 bát canh ạ. Uầy. Nhiều quá anh em ạ. Kem dâu tây. Kem dâu tây á? Đây này là gì đấy? Kem dâu hết mà. Một kem hết à? Thật kem dâu hết à? Kia là cái gì? Không biết. Nhiều thứ quá. Mình vừa đi bán bia về, sau khi đi ăn xong thì đấy, một ngày mình thường thường nó sẽ như thế. Chỉ có cái là tối thì không phải tối nào mình cũng đi ăn như thế. Thỉnh thoảng 1-2 tuần, 2-3 tuần thì sẽ có một bữa như thế. Còn bình thường thì mình chỉ ăn ở nhà thôi. Thế thôi, đấy, hôm nay mình cho các bạn xem lần đầu tiên quay vlog một ngày mình làm gì, đi đâu ăn gì.
tập luyện như thế nào thì đấy, gần như là ngày nào nó cũng sẽ diễn ra như thế. Khác mỗi là tối mình thì thường là mình sẽ ăn ở nhà, còn nếu mình không ăn ở nhà thì mình sẽ đi ăn cái gì đấy ở ngoài, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái bữa ngày hôm nay. Thế thôi, hẹn các bạn vào video tiếp theo. Các bạn đã xem video đến những giây phút cuối cùng. Các bạn nếu mà muốn đề xuất mình làm content gì mới mẻ thì có thể comment nhá. Vì hiện tại mình đang không muốn quay lại làm cái kiểu tập hàng ngày nữa. Tại vì mình nghĩ các bạn xem khoảng 400 ngày thì các bạn cũng chán rồi. Cho nên là anh em muốn mình làm gì thì có thể bình luận nhé.